Mặc dù thị trường chung trong phiên ngày hôm nay có rung lắc, có điều chỉnh, nhưng nhóm ngành bất động sản vẫn là nam châm hút lượng tiền lớn của thị trường chung của chúng ta. Và đây cũng là nhóm ngành hiếm hoi trong phiên ngày hôm nay tăng rất tốt so với lại phần còn lại của thị trường. Nên là trong video buổi tối ngày hôm nay, Đông sẽ giới thiệu cho quý anh chị một siêu cổ phiếu chuẩn bị lộ diện. Và đây sẽ là một trong những cổ phiếu có thể mang lại tỷ suất sinh lợi lớn nhất cho quý anh chị trong khoảng thời gian ngắn hạn sắp tới anh chị ha. Và Đông rất là mong video buổi tối ngày hôm nay có thể được quý anh chị đón nhận. Và đặc biệt đối với những anh chị đầu cơ thì đây chính là một trong video mà Đông đánh giá khá là quan trọng và thời điểm timing cũng rất là phù hợp để mà cho anh chị có cơ hội đầu cơ vào cái mã cổ phiếu này. Và nếu như video hay và hữu ích, cả nhà thấy phù hợp với lại góc nhìn đầu cơ đầu tư của quý anh chị thì anh chị cũng có thể ủng hộ cho Đông, ủng hộ cho kênh bằng cách là cả nhà nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối và làm việc với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới thì cả nhà cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới Safari chia sẻ những cái video mới sẽ gửi thông báo đến cho anh chị sớm nhất. Và quan trọng hơn hết đó chính là để cho chúng ta có cơ hội trao đổi và nhận được các tư vấn trực tiếp ở trong phiên giao dịch thì Đông mời quý anh chị tham gia vào nhóm Zalo cộng đồng. Đông có để cái mã QR ở phía góc bên trái màn hình đây, hoặc anh chị không quét được mã QR thì Đông có để hai cái đường link tham gia nhóm Zalo cộng đồng dưới phần mô tả, dưới phần bình luận. Và team Safari rất mong sẽ gặp được anh chị trong nhóm sớm nhất để chúng ta hợp tác đầu cơ và đầu tư cùng nhau tăng trưởng tài sản cho giai đoạn sắp tới anh chị ha. Và bắt đầu video buổi tối ngày hôm nay thì Đông cũng muốn dành ra một ít phút để mà chúng ta cùng nhau update về quan điểm về thị trường cũng như là cái view cho tuần mới này ha. Ở video hôm thứ Bảy vừa qua thì Đông cũng đã chia sẻ với quý anh chị rồi. Cái góc nhìn của mình về thị trường chung là thị trường sẽ đi sideways quanh cái vùng hợp là 1265 cho tới vùng 1290. Tức là thị trường sẽ đi sideways quanh vùng này là chủ yếu thôi và chưa có những cái biến động quá mạnh theo một chiều hướng tăng hay là chiều hướng giảm. Và dòng tiền trong thị trường chung của chúng ta đó chính là dòng tiền luân chuyển, tức là dòng tiền đi tìm kiếm những cái cơ hội ở những cái nhóm ngành chưa tăng giá. Và đây cũng là một trong những cái điều mà Đông cũng đã nói với quý anh chị trong cái tuần vừa qua khá là chi tiết rồi. Cho nên trong tuần vừa qua thì Đông cũng nhận được khá là nhiều phản hồi tích cực với một số anh chị của chúng ta đã mua được khá là nhiều những mã cổ phiếu có cái nền giá thấp. Thì trong phiên ngày hôm nay đã có những cái tín hiệu tích cực, có nhiều mã cổ phiếu tăng 4-5%, thậm chí có những mã cổ phiếu tăng dần trong phiên ngày hôm nay. Chỉ cần với cái quan điểm đầu tư là lựa chọn những mã cổ phiếu nền thấp và có yếu tố dòng tiền xác nhận thì trong một tuần vừa qua chỉ cần anh chị kiên nhẫn và chúng ta mua gom thì chúng ta có những cái vị thế khá là tốt ha. Nên là hiện tại cái cách đầu tư này Đông đang thấy rằng trong bối cảnh ngắn hạn thì yếu tố đầu cơ chúng ta đang khá là phù hợp đối với lại quan điểm về thị trường, cho nên mình cũng không thay đổi quan điểm gì. Và đặc biệt về xu hướng của thị trường thì có nhiều anh chị hỏi Đông là sau phiên ngày hôm nay, đặc biệt giống như là trong tuần trước đi, thì có anh chị hỏi Đông là với cái phiên giảm điểm cuối tuần như vậy thì khả năng thị trường nó có sập mạnh, có giảm mạnh về vùng 1250 hay vùng 1230 hay không. Thì quan điểm tôi cũng đã trả lời cho quý anh chị video hôm thứ Bảy rồi, là khả năng thị trường mới đi xa quay thôi. Tại vì bản chất là thị trường luân chuyển dòng tiền, tức là thị trường thì phân hóa còn dòng tiền thì luân chuyển, rõ ràng là nó sẽ không phù hợp cho một cái giai đoạn mà thị trường chúng ta điều chỉnh. Bởi vì anh chị thấy thường những cái giai đoạn mà thị trường chúng ta điều chỉnh là dòng tiền sẽ không còn chỗ nào để mà tham gia vào thị trường nữa. Và Đông cũng muốn chia sẻ thêm một chút ha, để cho anh chị của chúng ta nắm thêm về cái kiến thức về vận động của thị trường của chúng ta. Khi nào mà chúng ta có một cái nhịp sập mạnh cả nhà, cơ bản là chúng ta đã trao đổi cùng với nhau á, để mà cho thị trường chung của chúng ta tăng được thì do là dòng tiền của chúng ta tăng lên và thị trường chúng ta sập mạnh, tức là dòng tiền rút ra, thì nó cũng dựa trên hai yếu tố: dòng tiền vào mạnh là khi nào cả nhà? Khi cơ hội còn. Còn khi mà dòng tiền rút ra đó chính là cơ hội nó bắt đầu giảm đi anh chị ha, tức là không còn cơ hội nữa mà chúng ta sẽ thấy gọi là rủi ro nhiều hơn. Mình ghi không còn cơ hội luôn để cho anh chị chúng ta dễ nắm. Không còn cơ hội. Và khi nào không còn cơ hội? Khi mà tất cả các mã cổ phiếu ở trên thị trường của chúng ta có một cái nền giá cao, hoặc là định giá về mặt cơ bản hay định giá về cái yếu tố phân tích TI nó đã cao, và rõ ràng thì chúng ta không còn cái nhóm ngành nào để cho dòng tiền vào trú ẩn được nữa, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một nhịp điều chỉnh và giảm mạnh. Còn trong đây hiện tại anh chị có, nếu mà anh chị đã có kiến thức phân tích kỹ thuật á, thì anh chị xem Đông nói hầu hết phải 70% cổ phiếu bây giờ ở trên thị trường á, nó đều có những cái điểm mua tốt. 30% là lại thuộc vào những nhóm cổ phiếu mà nó đã tăng quá nhiều trong cái giai đoạn vừa qua rồi, nó không còn điểm mua rồi. Chứ còn nhìn chung ra thì thấy là cổ phiếu nào nó cũng đang nằm ở một cái nền giá khá là tốt. Bởi vì trong thời gian vừa qua anh chị chú ý, anh chị sẽ thấy á, duy nhất chỉ có mỗi ông ngân hàng là cái ông
có nền giá cao nhất so với chúng ta. Ông thứ hai đi theo ông này chính là ông khu công nghiệp. Có mỗi hai ông này là nền giá khá là cao nè. Và sau đó thì có nhóm nào nữa cả nhà? À, Đông nói thêm mới cho anh chị chúng ta nắm ha. Bên chúng ta hệ thống kiến thức lại với nhau một chút. À, sau ông khu công nghiệp thì sẽ có ông chứng khoán. Mà ông chứng khoán này không phải là ông chứng khoán lớn mà những cái doanh nghiệp chứng khoán nhỏ. Đó. Là đang có một cái nền giá cao hơn so với lại thị trường chung của chúng ta. Còn đại đa số các cái doanh nghiệp nằm ở trên sàn của chúng ta đều có nền giá bằng hoặc là dưới VN Index cả. Và đặc biệt những cái mã cổ phiếu chủ Đông thấy trong giai đoạn này nó nằm ở cái nền giá còn thua VN Index chúng ta hai nền. Nói chung là trong giai đoạn hiện tại bây giờ để mà thị trường có một cái nhịp sập mạnh á thì nó phải cần có thời gian. Anh chị thấy á, trong cái nguyên tắc về đầu tư á nó rất là hợp lý bởi cái nguyên nhân và kết quả anh chị. Nguyên nhân và cái kết quả. Để có một cái chuỗi tăng như thế này thì thị trường chung của chúng ta phải có điều gì anh chị? Phải có một cái nhịp giảm mạnh. Sau đó một cái nhịp tích lũy. Thì cái nhịp tăng này anh chị, nó là cái gì anh chị? Nó là cái quá trình. Nó là cái kết quả cuối cùng cho một cái nguyên nhân trước đó. Còn để có một cái nhịp điều chỉnh thì nó phải có gì cả nhà? Nó phải có một cái giai đoạn tăng giá lên. Sau đó có một khoảng thời gian đi ngang đủ lâu để mà thị trường chúng ta phân phối, bắt đầu chúng ta mới có một cái nhịp điều chỉnh. Cho nên không thể nào mà chúng ta có thể là muốn chỉnh là chỉnh ngay được hay là muốn tăng là tăng ngay được. Nó đều có một cái quá trình setup trước đó cả. Không có điều gì mà gọi là trong chốc lát cả. Cho nên là nếu mà anh chị có một cái góc nhìn nó tổng quan nhất thì anh chị thấy để có một cái chuỗi tăng bây giờ thì nó chính là cái kết quả của giai đoạn trước đó. Cho nên để tiếp tục có một cái nhịp điều chỉnh và giảm mạnh nó cũng cần có thời gian. Và trong đây hiện tại bây giờ để mà chúng ta nói là có một nhịp sập mạnh thì Đông đánh giá là quá sớm để mà chúng ta nói cái điều này anh chị ha. Và Đông đánh giá là trong bối cảnh hiện tại bây giờ và đặc biệt cái mà mình quan trọng nhất thì chúng ta nếu mà anh chị có nhìn trong khoảng tầm 2 tuần gần đây thì Đông có nói với anh chị cái yếu tố quan trọng nhất để vì sao mà mình đánh giá thị trường chung của chúng ta sẽ có những cái nhịp đầu cơ ngắn hạn nó cao. Bởi vì cái video khoảng 2 tuần trước Đông có nói với anh chị là chấp nhận cho dòng tiền đầu cơ chốt lại giá cao. Đây là một trong những cái quan điểm nó vô cùng quan trọng mà Đông muốn nhắc lại với quý anh chị sẵn tiện trong video buổi tối ngày hôm nay ha. Anh chị có nhớ là trước đó Đông cũng có làm video nói với cả nhà của chúng ta là cái giai đoạn trước đó anh chị thấy là hầu hết toàn là cái nhóm đầu tư nó chạy thôi. Trong cái giai đoạn này anh chị thấy nè, chỉ có nhóm băng nè và nhóm cơ bản chạy. Lúc đó chúng ta hay gọi là cơ bản lên ngôi. Và dường như trong giai đoạn vừa qua bất cứ những cái hàng đầu cơ nào anh chị có mua là đại đa số là phải 7 trên 10 giao dịch chúng ta đều hòa vốn hoặc là lỗ. Chỉ có 3 giao dịch là chúng ta lãi mà lãi rất là ít, tức là không cho dòng tiền đầu cơ chốt lời. Và Đông nhớ là có một cái khoảng thời gian là gần như là không có hàng đầu cơ nào tham gia trên thị trường được và gần như là không có dòng tiền vào. Dòng tiền có vào là dạng những dòng tiền cuối cùng vào trong cái nhịp đó là cũng chỉ có chốt lại được 2-3%, sau đó cổ phiếu đó nó cũng giảm đi. Còn trong giai đoạn hiện tại Đông thấy có điểm khác biệt đó chính là cái gì? Đã chấp nhận cho dòng tiền đầu cơ chốt lại ở vùng giá cao, tức là đang bắt đầu nuôi dưỡng là cái dòng tiền đầu cơ tham gia lại vào thị trường. Và cái điểm mà anh chị thấy rõ nhất đó chính là nhóm ngành bất động sản. Và cái ông DG anh chị thấy nè, anh chị mua bất kỳ phiên nào anh chị kiên nhẫn mà anh chị nắm, anh chị cũng đều có lãi cả, không có phiên nào mà gọi là lỗ. Hay cổ phiếu BDR anh thấy không ạ? Ta mua phiên nào chúng ta đều có lãi cả. Đó là dòng tiền đầu cơ đang được nuôi dưỡng vào thị trường khá là tốt nè. Và đây những mã cổ phiếu có cái tính đầu cơ cao và cổ phiếu gắt anh chị thấy không, vẫn cho anh chị chốt lại. Cho nên anh chị có mua FOMO anh phiên nào thì anh chị kia những anh chị nắm bây giờ anh chị cũng có lãi nhẹ, anh chị hòa vốn. Chứ không giống như cái giai đoạn trước đó chỉ cần anh chị mua phiên rác thôi mà anh chị không chốt lời kịp, anh chị không cắt lỗ kịp là anh chị lỗ ngay. Cho nên từ cái quan điểm đó thì Đông đánh giá cái dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại thị trường chúng ta một cách mạnh mẽ hơn. Và minh chứng cho điều đó thì anh chị thấy rõ ràng là mặc dù trong thị trường vừa qua của chúng ta, cái điểm quan trọng đó chính là cái gì? Cái ông băng, nhóm ngành ngân hàng là một trong những cái nhóm ngành mà nó dẫn sóng thị trường chúng ta tăng rất là tốt trong thời gian vừa qua đúng không cả nhà? Và nhóm ngành ngân hàng gần như là cái nhóm ngành chỉ báo. Mặc dù chúng ta không mua ngân hàng nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn ngân hàng, bởi vì ngân hàng tăng là thị trường ta còn động lực, ngân hàng giảm là thị trường mất động lực. Nhưng mà quan trọng nhất là trong khoảng tầm 2 tuần vừa qua thì anh chị thấy gần như cái nhóm cổ phiếu đầu cơ nó không có quan tâm quá nhiều bởi cái nhóm ngân hàng nữa. Khác là giai đoạn trước đó ha. Giai đoạn trước đó ngân hàng nó là tâm điểm của thị trường. Đến khi mà ngân hàng giảm nhưng mà cổ phiếu đầu cơ bị bán ra đầu tiên. Thì tới đây hiện tại anh chị thấy mặc dù ngân hàng vừa qua có như giảm hay là 9 ngày hôm nay anh chị thấy nè. Ngân hàng có giảm nhiều không cả nhà? Ngân hàng giảm rất là nhiều. Tương đối luôn á, anh chị thấy MB Bank giảm 2% nè. Ngân hàng mà giảm 2% là nhiều cả nhà ha, nó không giống như mặt cổ phiếu khác. Tiên Phong Bank cũng giảm 1,83 nè, CTG giảm 1.55% nè. Thị trường hôm nay của chúng ta như sao cả nhà? Thị trường hôm nay của chúng ta là vẫn điều chỉnh.
vẫn giảm 2.57 điểm. Phái sinh ngày mai chúng ta giảm 7.7 điểm. Nhưng thì nhà môi giới bất động sản ngày mai nó có điều chỉnh không ba nhà? Không điều chỉnh, thậm chí có DDS còn tăng trưởng. DG tăng 4.04%. Cho nên quan trọng nhất là khi mà chúng ta đã đánh giá được cái điều này rồi thì chúng ta sẽ tập trung theo yếu tố dòng tiền đầu cơ cho vấn đề hiện tại. Đó là Đông muốn chia sẻ thêm để mà cho anh chị nào mà chúng ta còn thắc mắc, hoặc là những anh chị nào mà chúng ta mới xem kênh á, chúng ta chưa có hiểu cái quan điểm của Đông tại sao mình lựa chọn cái nhóm này. Chứ không phải là khi mà thấy cái nhóm này nó đang tăng tốt bắt đầu là mình mới hô, hay là mình mới chia sẻ cho quý anh chị tham gia mua, mà mình đã làm những cái video từ rất là lâu rồi. Nếu mà anh chị có theo dõi Safari ha, thì bắt đầu từ cái nhịp tăng đầu tiên của DG là bắt đầu là mình đã chú ý sang cái nhóm ngành bất động sản để mà cho anh chị có cái góc nhìn về cái nhóm ngành này rồi. Và cũng như trong cái tuần vừa qua thì Đông cũng chia sẻ khá là nhiều về nhóm bất động sản, từ cái góc nhìn cơ bản cho tới góc nhìn về dòng tiền, cho tới góc nhìn về luật đất đai, và cho tới những cái góc nhìn nó đơn giản hóa nhất, đó chính là thời kỳ tiền rẻ. Thì Đông cũng đã nói trong tuần vừa qua rồi anh chị ha. Cho nên anh chị nào mà chúng ta muốn hiểu sâu á, thì những cái video trong tuần vừa qua Đông làm khá là chi tiết về cái này. Và ở những mỗi video cái phần khuyến nghị á, là cái phần mà Đông làm khá là ít, bởi vì cái phần đó là cái phần kết quả cho cả một cái chuỗi video mà Đông nói cho quý anh chị. Cho nên chỉ cần anh chị hiểu cái điều này thôi, anh chị không cần phải xem video của Đông để mà chờ mã khuyến nghị, mà chính anh chị sẽ là người tìm ra những cái mã cổ phiếu phù hợp nhất cho quý anh chị ha. Cho nên là trong giai đoạn hiện tại bây giờ, lý do vì sao mình tập trung mạnh vào những ngành bất động sản này như thế, và cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó chính là có lo sợ sập mạnh hay không. Thì bởi vì bây giờ là Đông nói với anh chị, không phải là nhóm bất động sản thì cũng còn vô vàng nhóm nằm ở vùng giá rất là thấp, chứ không phải riêng một ông bất động sản đó, mà ông này là cái ông dẫn sóng đầu cơ nè. Nên Đông chia sẻ cho quý anh chị tập trung cơ hội của nhóm này thôi. Chứ còn mà thị trường chúng ta nếu mà không tăng ở nhóm bất động sản thì thị trường ta cũng chưa thể nào giảm được, bởi vì còn rất là nhiều nhóm nằm ở nền thấp ha. Đó là cái quan điểm của Đông chia sẻ cho quý anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Cho nên quan điểm của Đông về thị trường chung của chúng ta thì phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà thị trường chúng ta cho thấy sức mạnh của nhóm bất động sản khá là tốt. Cho nên là ở trong những cái video gần đây Đông chia sẻ cho quý anh chị, cũng như là ngày hôm nay có chia sẻ ở chiến lược giao dịch ở đầu ngày nè, thì thấy nè, Đông cũng sẽ tập trung mua DG, BDR, CO, SCR và HDC tùy theo cái vị thế của mọi anh chị, và giá tham gia đó chính là cổ phiếu ở vùng giá đỏ âm 1-2% nè. Và đặc biệt trong cái phiên sáng anh chị nhớ nó có cái nhịp điều chỉnh, nó có giảm xuống á, thì mình cũng sẽ chủ động mình mua thêm. Anh chị thấy nè, cái nhịp lúc 9:15 sau khi mà mở cửa thì chúng ta điều chỉnh nè, thì chúng ta có cái nhịp đỏ nhẹ, anh chị thấy nè, đó, có nhịp đỏ nhẹ nè, là bắt đầu là mình đã tham gia mua rồi. Đây nè, tiếp tục tận dụng nhịp đỏ đầu phiên để mua bất động sản cả nhà nhé. Canh vùng giá đỏ là cơ hội để cho chúng ta mua, và không có vấn đề gì để mà chúng ta thay đổi kế hoạch gom bất động sản cho vấn đề hiện tại cả. Bởi vì có đây anh chị thấy trong phiên sáng Đông đã thấy nè, nó đã có sự phân hóa rất là rõ rệt rồi. Những cái nhóm nào nó giảm thì nó giảm, còn những nhóm nào khỏe thì nó vẫn khỏe, và dòng tiền bắt đầu đang đi luân chuyển vào các nhóm bất động sản. Cho nên quan điểm của Đông không thay đổi. Còn về chỉ số VN Index thì Đông đánh giá thì chúng ta nó vẫn đi sideways quanh cái vùng giá này thôi. Và Đông cũng sẽ không tập trung quá nhiều vào chỉ số chung của chúng ta, bởi vì ngân hàng, khả năng là ngân hàng phải cần một khoảng thời gian để xoay quanh những cái vùng giá này để mà họ bắt đầu có những cái nhịp phân phối ra. Cho nên quan điểm của Đông thì ngân hàng cũng sẽ không phải là nhóm đóng góp cái động lực tăng chính nữa. Và nếu như mà thì chúng ta tích lũy đủ lâu thì có thể ngân hàng sẽ là một trong những cái nhóm giúp thì chúng ta vượt qua được 1.300 điểm. Thì đây sẽ là cái điểm rơi của nhóm ngành ngân hàng. Đó chính là cái điểm khi mà thì chúng ta vượt 1.300 chắc chắn phải cần có ngân hàng. Bởi vì đây là nhóm có cái yếu tố tác động một chỉ số lớn, của đây là cái nhóm tạo tâm lý khá là tốt, thì nó sẽ là cái nhóm giúp cho cái nhịp lan tỏa vượt 1.300, chứ đây không phải là nhóm để mà chúng ta tham gia, chúng ta mua trong giai đoạn này ha. Cho nên là chủ đạo thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái mã cổ phiếu đầu cơ. Ngoài ngân hàng thì ngoài bất động sản thì Đông cũng muốn chia sẻ thêm cho quý anh chị một chút, tại vì trong thời điểm gần đây thì cũng có nhiều anh chị follow kênh một thời gian dài á, thì có những anh chị chúng ta thích bất động sản đúng không ạ, nhưng cũng có những anh chị chúng ta không có ưa thích cái nhóm ngành này. Nói chung là tùy gu đầu tư, không đúng không sai, nhưng mà mình làm chia sẻ thì cũng muốn đáp ứng cho anh chị nhiều một chút ha. Cho nên là cũng mong quý anh chị nào mà chúng ta xem video này về nhóm bất động sản thì anh chị cho Đông thêm một vài phút nữa thì Đông sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Đối với lại mà cổ phiếu ngoài nhóm bất động sản, Đông thấy là nhóm chứng khoán như đợt này cũng đang khá là tốt nè. Nhóm chứng khoán thì anh chị né cho Đông cái nhóm chứng khoán nhỏ mà đã vượt đỉnh rồi nha, bởi vì cái nhóm này Đông đánh giá là nó đang phản ánh khá là mạnh cho cái câu chuyện báo cáo tài chính quý 1 này. Và bây giờ thì mình tạm thời nó cũng khó có những cái điểm mua tốt, cho nên là Đông sẽ khuyến khích cho anh chị tham gia mà cổ phiếu như là SI, Đông thấy nè, cùng giá này có thể tham gia là tương đối là tốt nè, hoặc là mã cổ phiếu SHS ha, cổ phiếu SHS nè, SSI nè, với là cổ phiếu ORS, thì đây sẽ là ba mã cổ phiếu chứng khoán mà Đông thấy khá là phù hợp. Nếu anh chị nào mà chúng ta có quan tâm thêm ba mã cổ phiếu này thì trong video này thì Đông chỉ tập trung là nhóm bất động sản thôi. Cho anh chị nào chúng ta có quan tâm thêm nhóm chứng khoán, đặc biệt là quan tâm ba mã cổ phiếu này, thì có thể nhắn tin trực tiếp cho Đông dưới cái số Zalo ở trong cái phần mô tả video này, hoặc là dưới cái phần bình luận á, hoặc là nhắn tin cho các bạn trợ lý.
Và tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái mã cổ phiếu cho nhóm bất động sản, và Long tin chắc đây là phần mà cả nhà của chúng ta quan tâm nhất. Và chắc chắn trong 6 cái mã cổ phiếu này sẽ có một mã cổ phiếu mà Long đánh giá sẽ có biên lợi nhuận trong ngắn hạn tốt nhất. Và đây là mã cổ phiếu mà nếu như anh chị nào mà chúng ta muốn mua vốn lớn, mua 50-60% tỷ trọng trên tổng vốn thì Long vẫn khuyến khích anh chị tham gia mua được. À, bởi vì cơ hội nó vẫn còn nhiều ha. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về mặt cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút đó là những mặt cổ phiếu bất động sản khác. Và cả nhà xem cho tới thời điểm này thì anh chị thấy video có hữu ích không ạ? Và nếu như cả nhà thấy video hay và hữu ích, có thể giúp ích được cho quá trình đầu tư của quý anh chị, thì quý anh chị cũng có thể ủng hộ cho Đông, ủng hộ cho kênh bằng cách là anh chị có thể là like video buổi tối ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ cái cảm nhận, cũng như là cho Đông xin một chút về yếu tố tương tác, một trái tim hay là phím 1, phím 2 để giúp cho video có thể lan tỏa tốt hơn anh chị ha. À, và có rất là nhiều anh chị có bình luận ở trên YouTube, nhưng mà đôi lúc ở trên YouTube Đông không có trả lời anh chị chi tiết được, cũng như là không có chia sẻ cho anh chị trực tiếp những cái hình ảnh. Thì anh chị nào mà chúng ta có quan tâm về tư vấn hỗ trợ cổ phiếu thì Đông mời quý anh chị tham gia vào cái nhóm Zalo cộng đồng ha. Đông có để cái mã QR code ở đây, hoặc là Đông có để hai cái đường link dưới phần mô tả dưới phần bình luận á, cả nhà có thể là nhấp vào trong đó để mà chúng ta gặp nhau trong nhóm và tư vấn cùng với nhau ha. À, nói với lại mà cổ phiếu DG thì trong cái video hôm thứ 7 vừa qua Đông có nói với quý anh chị á, đây là mã cổ phiếu mà Đông đánh giá là chúng ta có thể là mua mới được. Mua mới được anh chị ha, và cái biên lợi nhuận Đông kỳ vọng sẽ là mức 7% nè. Đấy, Đông còn để cái hình giá cũ ở đây nè. Chúng ta sẽ lồng giá hay tầm là 34.5 ở đây. Và vì sao Đông đánh giá lên tới vùng giá này là phải gặp áp lực cung? Bởi vì Đông tính toán từ khi bắt đầu vượt đỉnh thì lên vùng giá khoảng tầm là 34.5, tức là cổ phiếu đã đạt được cái hiệu suất khoảng tầm là 20%, thì chắc chắn tại cái vùng giá này thì những cái người mua đầu tiên ở những cái phiên đầu tiên trong cái phiên ngày 18 tháng 3 hay là cái phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 thì chắc chắn khi mà cổ phiếu này có yếu tố rung lắc và điều chỉnh giảm 1-2% thì cái áp lực chốt lời nó sẽ khá là lớn. Bởi vì ví dụ như anh chị lời ít hoặc là anh chị chưa có lời thì anh chị còn phân vân anh chị chốt hay không chốt, nhưng tới khi mà anh chị đã có một cái khoản lợi nhuận tương đối lớn, và đặc biệt đó là những mà cổ phiếu đầu cơ á, thì nhà đầu cơ người ta rất là nhạy cho cái việc là người ta ra vào, cho nên có những cái khoản lợi nhuận từ 10 cho tới 20% trong giai đoạn bối cảnh ngắn hạn, anh chị thấy chỉ có khoảng tầm 2-3 tuần vừa qua thôi, thì cái việc mà chốt lời trong khi mà gặp những cái vùng kháng cự lớn nó sẽ khá là quan trọng. Cho nên là Đông khuyến khích cho quý anh chị nào mà chúng ta đang có muốn mua mới DG thì anh chị tạm thời là anh chị không có điểm mua mới. À, còn anh chị nào chúng ta đang có hàng thì Đông khuyến khích anh chị nên giữ cổ phiếu. Bởi vì Đông đánh giá cổ phiếu có thể lên được vùng giá là 34.5, thì tại cái vùng giá này thì lúc đó anh chị có thể là chốt một phần để anh chị bỏ túi lợi nhuận để chờ những cái nhịp rung lắc bắt đầu mình đánh một cái nhịp số 2 ha. Còn quan điểm của Đông thì khả năng đối với lại mà cổ phiếu DG cho cả một cái con sóng tăng này có thể là nó sẽ có những cái vùng rung lắc. Thì hôm trước Đông có chia sẻ cho anh chị cái vùng rung lắc sẽ là mức giá khoảng tầm là 34.5, mức giá tầm là 36 nè. Kỳ vọng của Đông nếu mà nó tái thử được trên cái vùng giá này tốt thì khả năng cổ phiếu này sẽ lên được vùng giá khoảng tầm là 42. Và Đông đánh giá đây sẽ là một trong những cái sóng ngành, một cái giai đoạn siêu sóng đầu cơ, chứ không phải đây là một cái sóng ngành nhỏ đâu anh chị. Bởi vì dòng tiền đầu cơ đang được định hướng khá là rõ nét, và rất nhiều yếu tố media thông tin hiện tại đang ủng hộ rất là mạnh mẽ cho ngành bất động sản, và ở ngoài kia đất cũng đang sốt lại rất là nhiều. Không phải là mình nói miệng ở đây hay là mình có một cái bánh vẽ gì cả, mà Đông đánh giá đây sẽ là một trong những cái con sóng đầu cơ lớn nhất trong năm mà anh chị nên tận dụng để mà chúng ta gặt hái những cái thành công ha. Nên là tại sao Đông nói DG lên vùng giá phải tầm là 42 là mức giá phải là khả thi á, khả thi ha. Còn tại sao mà bây giờ lên được 42 mà tại sao Đông lại không chia sẻ cho anh chị tham gia mua? Đông nói với anh chị á, để mà chúng ta tự tin chúng ta nắm cổ phiếu từ cái vùng giá này lên vùng giá 42 á, mà anh chị không có một cái vị thế tốt, thì Đông nói thật cho dù Đông có lên bao nhiêu video cũng không có thể nào giúp cho anh chị tự tin nắm cổ phiếu được. Cho nên để mà cách tốt nhất để mà chúng ta có thể là đạt được vùng giá 42 á, thì chúng ta phải có một cái vị thế tốt, và vị thế tốt ở Đông đánh giá là cổ phiếu phải cần chạm đến một cái vùng cung để mà thử thách lại cái lực cầu quanh cái vùng giá ở vùng giá thấp cũng như là lực cầu ở vùng giá cao như thế nào. Lúc đó chúng ta sẽ set up một cái trận đánh mới để cổ phiếu từ vùng giá khoảng tầm là 33.5 như là 34 lên vùng giá 42. Lúc đó chúng ta cũng sẽ có một cái biên lợi nhuận, Đông nói với anh chị nó không hề nhỏ chút nào, nó cũng là 25%. Cho nên để mình có một cái trận đánh lớn này mình phải cần set up trở lại, chứ không phải là chúng ta muốn đánh là chúng ta đánh anh chị ha. Còn DG bây giờ nó đang đi tới giai đoạn tầm là 80% cho cái con sóng đầu tiên của nó rồi. Cho nên là anh chị nào mà chúng ta đã có tham gia mua cùng với team từ cái thời điểm là khoảng tầm mức giá 31.5 á, thì bây giờ anh chị cũng sẽ canh coi cái nhịp đầu cơ ngắn hạn này để mà chúng ta bỏ túi một ít lợi nhuận ha. Rồi tiếp tục là đối với lại mà cổ phiếu BDR cũng tương tự đó, giống như mà cổ phiếu DG hôm qua đâu có nói với quý anh chị là khả năng chúng ta sẽ có một cái biên lợi nhuận cho mặt cổ phiếu này khoảng tầm là 8.75% nè, và khả năng rung lắc của mặt cổ phiếu này điều chỉnh về sẽ là mức giá là 30.7, tức là Đông đánh giá cái cơ hội bây giờ nó hơn cái rủi ro là 2.58%. Cho nên là trong cái video hôm thứ 7 Đông có nói với quý anh chị nào mà chúng ta muốn mua cổ phiếu bất động sản thì DG và BDR chúng ta tự tin mua thẳng vào phiên thứ hai luôn.
Và kể cả trong cái nhóm mà mình tư vấn cho quý anh chị trong nhóm premium khách hàng, mình cũng nói là cái nhịp đỏ đầu phiên ngày hôm nay mình cũng tự tin mình mua và không có lý do gì để mà mình thay đổi cái quan điểm của mình cả ha. Cho nên là trong giai đoạn hiện tại đông đánh giá mà cổ phiếu BDR bây giờ nếu như từ vùng giá này lên cách cái vùng đỉnh nó cũng khoảng còn là 4.46%, nhưng mà cái cơ hội và rủi ro nó đã khác đi cái vị thế khá là nhiều. Nên là đông đánh giá giai đoạn hiện tại bây giờ anh chị nào có hàng hoặc là anh chị nào có muốn mua gia tăng thì đồng nghĩa là BDR anh chị canh ngày mai nếu có rung lắc mình giá khoảng tầm là 32.5 anh chị mua gia tăng là hợp lý. Còn bây giờ điểm mua mới thì đông đánh giá là không còn điểm mua mới nữa rồi. Anh chị nào chúng ta có hàng thì cứ giữ. Còn cái target xa và đông đánh giá cho quý anh chị khả năng là BDR cũng sẽ lên vùng giá khoảng tầm là 40 trong cái thời điểm sắp tới. Bởi vì nếu mà anh chị đo nè, từ cái vùng đỉnh mà rác lên nè thì cổ phiếu có một cái biên độ khoảng tầm là 30%, nó sẽ mức giá khoảng tầm là 40. Thì đông đánh giá đây sẽ là một cái con sóng trung hạn của mà cổ phiếu BDR đó. Cho nên là nếu như mà giai đoạn vùng này chỉ cần mà nó test ổn vùng giá này và vùng giá khoảng tầm là 33.6, vùng giá tầm là 34 thì có lẽ chúng ta sẽ còn kỳ vọng cho một cái nhịp tăng giá lên vùng giá này biên độ khoảng tầm là 17%. Cho nên để đánh được cái nhịp này chúng ta cần phải setup trở lại ha. Cho nên anh chị chúng ta nên kiên nhẫn một chút. Và tính chắc là bây giờ đã nghe xong hai cơ hội mà chưa có điểm mua thì anh chị cũng khá là nóng ruột đúng không ạ? Nên thôi là bây giờ mình tạm thời để dành ba cái mã cổ phiếu kia lấy một phương tới sau. Bây giờ mình sẽ vào một mã cổ phiếu mà đồng đánh giá có cơ hội, có kỳ vọng tốt nhất để mà chia sẻ cho quý anh chị luôn ha. Và đó chính là mã cổ phiếu CEO. Đây là một trong những mã cổ phiếu mà ngày hôm nay Đông muốn bóc tách và chia sẻ cho quý anh chị để mà cho anh chị có thêm cái góc nhìn chi tiết hơn vào cổ phiếu này để mà cho anh chị có cái sự tự tin khi mà tham gia mua cổ phiếu. Hồi đầu tiên chúng ta đã cùng nói với nhau về câu chuyện nguyên nhân và kết quả đúng không cả nhà? Nguyên nhân và kết quả. Kết quả cho cả một cái quá trình tăng giá từ đỉnh tháng 7 nó phải xuất phát từ thời điểm là cổ phiếu đi ngang và tích lũy trong biên độ lớn từ cái thời điểm là từ giai đoạn tháng 12 cho tới cái giai đoạn là tháng 7 bắt đầu có những cái nhịp tăng mạnh. Nhưng mà bản chất tại sao mà CEO nó không tăng mạnh như trong giai đoạn trước đó, trong giai đoạn phục hồi đầu tiên nữa? Bởi vì CEO nó có một cái nhịp phát hành này, chị thấy nè, tức anh chị xem nè, phát hành cho cổ đông hiện hữu nè là ngày 19 tháng 7, tức là khi mà CEO ra cái thông tin này thì rõ ràng là cổ phiếu nó xác định là nó phải có một cái lượng cung rất là nhiều ở trên thị trường trong thời điểm sắp tới. Nó ra là mà cổ phiếu này bắt đầu không có còn thanh thoát giống như cái giai đoạn tăng trước đó nữa. Còn nếu mà anh chị xét trên góc nhìn nguyên nhân và kết quả đi thì trong giai đoạn hiện tại thì thấy là cổ phiếu đã đi ngang được khoảng tầm là từ tháng 11 cho tới giai đoạn hiện tại là tháng 4. Tức là cổ phiếu đã đi ngang được khoảng tầm là gần nửa năm đi ngang. Và đặc biệt cái điểm mà quan trọng nhất là anh chị thấy nó có một cái độ chủng nhất định. Từ thời điểm ban đầu, tức là cái giai đoạn tăng giá lên đây nè, thì bắt đầu có một cái lượng phân phối ra bởi cái lượng gom là quanh đây là vùng thấp nè. Sau đó bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đi vào cái giai đoạn đi ngang tích lũy trong một cái biên độ dài nè. Thì gần như cái giai đoạn này anh chị nhìn nó tắt thanh khoản toàn bộ. Trong khoảng gần là một tháng đổ ra đây bắt đầu CEO gia tăng cái nền thanh khoản lên, anh chị thấy nè. Trước đó cái nền thanh khoản của một cổ phiếu này là khoảng tầm 9 triệu cho thấy là 10 triệu. Thì cho tới giai đoạn hiện tại và có những cái phiên bất mạnh của thị trường của chúng ta thì có những cái phiên gọi là 35 triệu nè, có những cái phiên là 32 triệu. Nên là đông đánh giá bây giờ cái nền thanh khoản chung nó đang nâng lên và trong những cái phiên gần đây bắt đầu áp lực cung nó có quay trở lại, nó có chốt lời trở lại. Nhưng chị xem áp lực cung như những phiên gần đây nè thì khối lượng rất là thấp, chỉ quanh khoảng tầm là 9 cho tới 8 triệu thôi. Tức là nó quay trở lại cái khoảng thời gian mà đi ngang giống như cái bối cảnh trước đó. Nên đông đánh giá đây là một trong những cái mã cổ phiếu đã có cái quá trình tích lũy rất là dài. Cho nên xác suất cho cái quá trình tăng giá sau nó sẽ tăng lên rất là mạnh và khả năng CEO sẽ là một trong những mã cổ phiếu có những cái nhịp tăng bỏ lỡ anh chị ha. Tức là khi mà nó tăng nó sẽ ép vào nhà tư cá nhân của chúng ta mua cao. Bởi vì trong cái quá trình tích lũy dài như thế này thì nó đã hấp thụ lại cái lượng hàng tương đối. Và đặc biệt những mã cổ phiếu nào sau khi phát hành tăng vốn xong và gom lại được một lượng cổ phiếu thì rõ ràng là cổ phiếu đó có nội lực rất là mạnh. Bởi vì khi phát hành xong là doanh nghiệp có tiền, có vốn. Sau khi họ giải quyết được cái vấn đề tài chính xong thì bắt đầu họ sẽ quay trở lại để mà họ gom cổ phiếu để chuẩn bị cho một cái quá trình tăng giá mới. Và đặc biệt đối với những mặt cổ phiếu cho nhóm bất động sản thì anh chị thấy là hầu hết cái ông chủ bất động sản nào cũng sẽ tận dụng cái bối cảnh hay cái chu kỳ đó. Ông nào tận dụng không tốt thì có thể là hưởng lợi 50% sống. Ông nào tận dụng tốt có thể hưởng lợi 200-300% sống. Và đặc biệt những cái ông như là DG và CEO là những cái ông gọi là chuyên đánh những cái mã cổ phiếu của chúng ta lên tầm ít lần rồi anh chị. Không phải nói tới cái câu chuyện là chúng ta bao nhiêu phần trăm nữa mà chúng ta phải dùng từ tăng bao nhiêu lần, mấy trăm phần trăm anh chị ha. Cho nên là quan điểm của Đông ấy, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn đối với lại mà cổ phiếu CEO thôi thì chúng ta sẽ có những cái thành quả rất là xứng đáng. Đó là nói về cái câu chuyện tăng giá nguyên nhân
và kết quả. À, còn về cái form tăng giá này Đông cũng mới chia sẻ với anh chị rồi. Cho nên tại sao đây là một cái mà cổ phiếu mà mặc dù có rất nhiều những mặt cổ phiếu khác tăng nhưng mà Đông cũng sẽ không có khuyến nghị anh chị cố gắng mua đủ cho một cổ phiếu này nữa. Và đây sẽ là một trong những cái điểm đến rất lớn của dòng tiền. Nhưng mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để mà anh chị nắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong giai đoạn hiện tại anh chị nghĩ xem ngày nào nhưng mà cổ phiếu khác nó cũng tăng. Nếu ở trong danh mục của cả nhà mà có DG và CO cùng một lúc thì anh chị sẽ muốn bán CO để tối ưu hóa mua DG luôn. Đại đa số sẽ là như thế. À, nhưng mà cái bối cảnh hiện tại Đông đã nhắc với quý anh chị ở đầu video rồi, bối cảnh là luân chuyển dòng tiền và dòng tiền sẽ đi tìm kiếm những cái cơ hội tăng giá mới. Anh chị bây giờ anh chị ví dụ đi ha, cái câu chuyện của DG giống như cái câu chuyện băng của giai đoạn mà thị trường ta tăng mạnh và CO giống như cái giai đoạn hiện tại của những ngành bất động sản bắt đầu mới vào một con sóng mới. Cho nên dòng tiền của thị trường nó cũng chỉ có những cách luân chuyển thôi, từ ngành cho tới từng lớp cổ phiếu. À, cho nên là khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta phải hiểu là chúng ta mua cái cổ phiếu này vì điều gì và chúng ta đang chờ đợi điều gì. Cho nên quan điểm của Đông như cổ phiếu như là CO cũng sẽ là một nhưng mà cổ phiếu mà Đông đánh giá có cái kỳ vọng tăng giá tốt nhất cho cái thời điểm ngắn hạn sắp tới ha. Còn cho những phiên vừa qua Đông nói với anh chị á, cổ phiếu chúng ta nói vui với nhau là nó đang chạm tới vùng quá chửi rồi, vùng quá chửi rồi ha. Vùng này mà tại sao nhiều cổ phiếu khác nó cứ tăng lên, ông này thì ngày hôm nay cả ngành đang tăng 4-3-2%, ông này tăng chưa được 1% thì áp lực cung của một cổ phiếu này khá là lớn. Anh chị thấy trong thời gian vừa qua nè, nó có những cái phiên tiền nó vào đúng không ạ, sau bắt đầu sau những cái phiên này áp lực cung bắt đầu xuất hiện nè. Thì áp lực cung này là đến từ đâu anh chị? Đến từ cái giai đoạn vùng giá trước, những nhà đầu tư mà là người ta đã nắm khoảng tầm 4 5 tháng mà sau khi người ta thấy cổ phiếu này nó không tăng được, bắt đầu người ta hòa vốn lại và thấy nhưng mà cổ phiếu khác tăng, người ta cũng sẽ bán ra để mà cơ cấu chuyển động qua. Nên Đông đánh giá mà cổ phiếu nào mà nó tích lũy trong quá trình càng dài như thế này thì sức tăng giá của nó sẽ càng lớn, chỉ quan trọng là anh chị đủ kiên nhẫn không thôi. Chứ hôm nay anh chị thấy DDS nè, DDS Đông nói với anh chị trong thời gian vừa qua là nó có thông tin gì đó, nó rất là im lìm mà nó không có một cái yếu tố nào cả, nhưng mà sau khi mà nó đã tái tích lũy nè, anh chị thấy nè, sau khi nó lên lại được cái vùng giá trước nè, đây cũng là cái vùng giá mà nhà đầu tư nắm 4 5 tháng nè, thì áp lực cung vùng này chắc chắn sẽ có, như là đây là cái đường MA 200 đây cũng sẽ có áp lực cung. Nên khi bắt đầu mà nó test thành công xong rồi kiểm soát lại được cái lượng hàng, cổ phiếu nó sẽ đánh lên thôi. SR thì thấy cũng vậy nè, đó sau khi lên cái vùng giá nè thì cũng là cái vùng giá khoảng 4 5 tháng trước mà nhà đầu tư bắt đầu hòa vốn hoặc là có lãi một chút thì chắc chắn phải gặp áp lực cung thôi. Và khi áp lực cung bắt đầu là test xong bắt đầu có những cái nhịp tăng mới, còn chúng ta không thể nào so sánh câu chuyện của DG với là CO được. Vì câu chuyện của DG như thấy không, là nó đã bứt qua được cái vùng đỉnh, bứt qua được cái vùng đỉnh quanh giai đoạn là tháng 3 và quanh giai đoạn tháng 12 rồi, cho nên dòng tiền nó vào nó sẽ thoăn thoắt hơn rất là nhiều. Cho nên câu chuyện của CO là anh chị phải nhìn vào những cái mà cổ phiếu như SCR này, nhưng mà cổ phiếu DXS này đó, thì chị sẽ thấy rõ ràng là cái dòng tiền á nó đang có vận động giống như vậy ha. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta cần cái sự kiên nhẫn cho hiện tại thôi. Nên chị nào mà chúng ta chưa mua mới nhóm ngành bất động sản cái đồng đánh giá mà cổ phiếu CO cũng sẽ là một trong những mà cổ phiếu mà anh chị nên bỏ tiền vào để mà anh chị mua. Quan điểm của Đông thì đây là mà cổ phiếu anh chị có thể đánh tối đa 70% vốn trong giai đoạn này là phù hợp. Bởi vì đó là những mà cổ phiếu như DG và BDR trong video hôm thứ bảy Đông có chia sẻ với anh chị, chúng ta có thể mua nhưng mà giữa cái yếu tố cơ hội nó chỉ lớn hơn rủi ro có 2% thôi thì mình cũng không thể nào mình tự tin mình giải ngân quá nhiều, tối đa cũng chỉ 30% vốn. Còn với những cái mã cổ phiếu mà cơ hội bây giờ nó đang lớn hơn rủi ro 4 cho tới 5 lần thì mình có thể là mua tỷ trọng lớn cũng được, hoặc nếu mà giai đoạn hiện tại danh mục của anh chị đang kẹt hết tiền mặt rồi, chúng ta phải dùng tới margin để đồng đánh giá một cổ phiếu này, anh chị cũng có thể tự tin dùng margin. Anh chị xem nè, nếu mà trường hợp nó có rung lắc nó cũng chỉ quay giá tầm là 22.5 thôi, không thể nào điều chỉnh nhiều hơn nữa. Còn nếu như nó có thể tăng, nó sẽ tăng lên giá tầm là 25, cho nên giá là 25.5, đông cho vùng giá tầm là 25 thôi anh chị ha. Thì bây giờ cái mức cơ hội nó cũng đang lớn hơn rủi ro khoảng tầm là 7 lần. Thì đây là những mà cổ phiếu cực kỳ an toàn để mà chúng ta tham gia mua. Mà anh chị có dùng mà Jin này đâu có khuyến khích anh chị dùng là dùng CO đâu, đánh giá là khá là hợp lý nè. Chỉ là quan trọng nhất là chúng ta nhìn được một cái câu chuyện lớn thôi. Còn Đông nói đây chỉ là cái câu chuyện một giá 25 thôi. Còn với cái vùng tích lũy mà dài như thế này, Đông nói đơn giản ha, Đông nói DG hôm trước Đông có tính cho quý anh chị á, câu chuyện là cái giá vốn của tổ chức á, là họ khoảng tầm là 10% thì họ đã hòa vốn đúng không anh chị. Còn anh chị nhìn CO nè, là nó phải đi ngang trong một cái khoảng thời gian dài hơn DG khoảng tầm là 2 tháng, dài hơn DG khoảng tầm là 2 tháng là anh chị đo cái vùng giá, Đông nói Đông đo vùng này cho khoảng tầm là 2 tháng và họ cũng phải xoay khăn vải trong khoảng thời gian tương đối. Đó mới là cái chi phí vốn của CO nó phải cao hơn chi phí vốn của một cổ phiếu DG là cái chắc rồi. Và bây giờ hiện tại thì thấy không, cái giá cổ phiếu nó đang giao dịch tại cái vùng giá mà nó khớp lệnh nhiều nhất, tức là bây giờ họ còn chưa hòa được cái vùng giá vốn nữa. Cho nên ông nói cái câu chuyện khi mà cổ phiếu này lên giá tầm là 25 chứ nghĩa là 25.5 á thì doanh nghiệp bây giờ họ mới hòa được lại cái lượng vốn mà họ đã ôm cổ phiếu trong khoảng thời gian vừa qua thôi.
À, cho nên ông đánh giá khả năng rất là cao khi mà lên một cái tầm 25.5 nhịp tích lũy nó cũng sẽ rất là ngắn, bởi vì sao? Bởi vì cái quá trình trước đó nó đã tích lũy dài rồi, nhịp sau tích lũy khá là ngắn để nó chuẩn bị đẩy cho nhà đầu tư có một cái nhịp tăng bỏ lỡ lên cái vùng giá tầm 29.5 luôn. À, cho nên là anh chị nào mà chúng ta có quan tâm thì Đông đánh giá đây là một trong siêu cổ phiếu bất động sản mà Đông nói là có kỳ vọng tăng giá tốt nhất. À, còn nếu mà anh chị nào mà chúng ta đang rất là chán nản và không còn tự tin nắm CEO nữa thì anh chị cố gắng là kiên nhẫn trong giai đoạn này. Bởi vì nếu mà anh chị bán CEO ra rồi, anh chị cũng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để mà anh chị mua. Và nếu như mà anh chị có mua nhưng mà cổ phiếu mà nó đã tăng giá rồi thì cái phần trăm anh chị có nó cũng 4-5% thôi. Nhưng mà chỉ cần anh chị kiên nhẫn với CEO thì phần trăm thấp nhất cũng tăng khoảng là 10%. Cao nhất của chúng ta vùng này là vùng như này là vùng phải là 30%. Và khi lên câu chuyện 30% thì CEO chỉ mới quay trở về cái vùng đỉnh cũ, tức là nó hợp thức hóa đó với là cái nền giá chung của thị trường đó, chưa phải là những cái vùng giá cao nữa. Đó, cho nên là cái kỳ vọng một cổ phiếu nó vẫn còn đang khá là sáng, nên vùng này mới là vùng mà chúng ta nên cân nhắc để mà chúng ta mua nè. Rất hiếm có cơ hội này anh chị ha. Nên là quan trọng nhất là chúng ta nhìn ra được cơ hội và chúng ta dám hành động thôi. Chứ còn Đông nói thật á, CEO nó không khó mua. Nhưng CEO chúng ta có đủ tự tin để mà chúng ta nắm cho chọn con sóng này hay không á, thì cũng không có mấy người mà chúng ta tự tin và tin vào cái câu chuyện này. Nhưng mà Đông đánh giá với quý anh chị á, tại sao mình phải làm rất là nhiều video nói về chu kỳ tiền rẻ, nói về cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta có rất là nhiều thông tin media, đặc biệt là câu chuyện của chúng ta. Nó không phải đơn giản là câu chuyện sóng 10% hay 15%, và Đông đánh giá tối thiểu của sóng này phải là 30% và có thể nó còn sẽ lớn hơn 30% nữa. Cho nên cả nhà của chúng ta có thể là cố gắng mà chúng ta tận dụng cái nhịp này, vì Đông nay đã nói đây là một trong những cái nhịp tăng, một nhịp đầu cơ tốt nhất ở trong năm nay ha. CEO sẽ là một cổ phiếu mà Đông khuyến nghị cho quý anh chị nhiều nhất để mà chị cân nhắc mua. Tiếp theo một cổ phiếu như SCR Đông đánh giá nè, hôm trước Đông có nói với quý anh chị ở vùng 7.6, vùng 7.7 là anh chị có cân nhắc anh chị mua thôi. Là chúng ta kiên trì một chút, là hôm nay là bắt đầu chúng ta đã có những cái thành quả rồi đúng không ạ? Và Đông đánh giá khi mà SCR chỉ cần phiên ngày mai mà nó test đẹp, nó giữ tốt trên quá tầm là 7.7 thôi. 7, sorry anh chị, 7.77 ha, mà cổ phiếu này cái nó hơi nhỏ nên là đây 7.77 cho tới 10 là 7.8 thì khả năng rất là cao trong phiên test T cộng hay hoặc thậm chí là trong phiên ngày mai mà test đẹp, cổ phiếu nó sẽ lên được một giá tầm là 8.3 luôn. Cho nên chị nào có hàng cứ thì cứ tiếp tục nắm giữ, hoặc là đối với lại điểm mua mới thì Đông vừa khuyến khích anh chị mua mà cổ phiếu SCR ha, bởi vì mà cổ phiếu này nó còn dư địa khá là nhiều, nó cũng tương tự như mà cổ phiếu CEO, chỉ là một cái đặc điểm đó chính là mà cổ phiếu SCR thì cái thanh khoản nó không quá lớn, cho nên nó không phải là phù hợp cho số đông, còn CEO nó sẽ là thanh khoản lớn ha, nên là sẽ phù hợp cho nhiều quý anh chị chúng ta tham gia mua. Tiếp theo sẽ là mã cổ phiếu HDC. HDC thì Đông hôm trước có chia sẻ cho quý anh chị, đây là mã cổ phiếu mà Đông đánh giá là nó sẽ có một cái biên độ khá là lớn, và khi bắt đầu cổ phiếu đã vào một cái guồng tăng giá và chuẩn bị bứt thoát qua cái vùng họp của nó rồi thì mà cổ phiếu này chúng ta sẽ rất là khó có cái điểm mua mới, nhưng sẽ phù hợp cho anh chị nào chúng ta muốn mua gia tăng hoặc là anh chị có hàng cứ tự tổn giữ ha. Kỳ vọng của Đông cho mà cổ HDC sẽ lên vùng giá khoảng tầm là 37.5 37.5 anh chị lưu ý cái này chỉ có Đông ha. Và cuối cùng sẽ là mã cổ phiếu TCH, đây là một trong những mã cổ phiếu mà Đông đánh giá sắp tới cũng sẽ có những cái nhịp tăng đồng bộ hóa đối với lại những mã cổ phiếu như là DG với lại BDR. Nhưng mà những mã cổ phiếu này thì đang nằm ở một cái vùng trên, cho nên chắc chắn nó phải thu hút cái lực cầu giá cao. Nên khuyến khích của Đông á, đây là những mã cổ phiếu anh chị có hàng thì nên tiếp tục nắm giữ thôi. Còn ở đây hiện tại bây giờ chúng ta đã không còn điểm mua mới rồi ha. Và ngày hôm nay nếu mà mua mới chị tôi ra là CEO nè, SCR nè. Còn ngoài hai mã cổ phiếu này thì sau khi mà mình lọc qua thì mình cũng chưa thấy những cơ hội nào nó quá hấp dẫn. Nhưng mà có một cái cổ phiếu Penny này anh chị có thể là chú ý được nè. Hôm trước thì có ở trong nhóm nhóm Premium thì Đông có chia sẻ cho quý anh chị tham gia mua mua cái mã cổ phiếu này rồi. À, cho nên là ngày hôm nay bắt đầu cũng tương tự như mà cổ phiếu SR nè, nó đang test lại cái vùng trước đó nè. Chỉ cần mà cổ phiếu này mà nó test đẹp mới giữ tốt trong phiên T cộng hàng V thì khả năng rất là cao mà cổ phiếu KHG nó sẽ quay trở lại trước cái vùng đỉnh ngắn hạn. À, cho nên là từ cái vùng giá này tăng lên cái vùng đỉnh ngắn hạn nó cũng khoảng tầm là 3-4%, 3-4%. Cho nên anh chị nào mà chúng ta muốn mua gia tăng hoặc là hôm trước có mua rồi thì có mua gia tăng thêm cũng được. À, bởi vì mà cổ phiếu này á, nó là một mã cổ phiếu size nhỏ, hôm nay nó giao dịch chỉ có 46,7 tỷ thôi, tương tự giống như cái mã cổ phiếu SCR, cho nên không phù hợp với những anh chị là chúng ta đánh vốn lớn ha. Nên anh chị nào mà chúng ta có vốn nhỏ cũng đánh, nhưng mà cổ phiếu Penny thì Đông đánh giá mà cổ phiếu nó cũng khá là thuận lợi. Kỳ vọng của Đông cổ phiếu nó sẽ quay trở về trong một cái nhịp tăng này, sẽ đồng bộ hóa với nền chung của thị trường, sẽ là mức giá khoảng tầm là 7.5 ở cái vùng giá này. Thì từ cái mà vùng giá này lên cái vùng giá 7.5 khoảng tầm là 13%, Đông đánh giá cũng là một trong những cái tỷ suất khá là hợp lý cho những mà cổ phiếu Penny ha. Vậy là trong video buổi tối ngày hôm nay Đông cũng đã cùng với quý anh chị trao đổi và đặc biệt nói chung là nhấn mạnh được cái mã cổ phiếu CEO, thì đây sẽ là một trong những mã cổ phiếu mà Đông đánh giá có kỳ vọng tăng giá tốt nhất
Và lời khuyên của Đâm dành cho quý anh chị, nếu mà anh chị có xem được video buổi tối ngày hôm nay thì anh chị cũng nên dành ra một cái lượng vốn cho cái mã cổ phiếu này. À, bởi vì cái điểm sáng của mã cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu xuất hiện cho những phiên sắp tới, giống như câu chuyện của mã cổ phiếu DG ha. Và cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh trong video buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như cả nhà thấy video hữu ích và đây là một video mà giúp cho quý anh chị tận dụng được cơ hội đầu cơ sắp tới, thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho kênh bằng cách là quý anh chị nhấp vào cái nút like bên dưới cái video này anh chị ha. Và để cho kênh có thể kết nối được thêm với lại nhiều nhà đầu tư khác hơn, thì không ai khác có thể giúp được cho kênh đó chính là quý anh chị. Thì Đông rất là mong cả nhà có thể là thả một cái nút like hoặc là chia sẻ thêm một cái bình luận của quý anh chị dưới cái phần bên dưới, để video của Đông có thể là chia sẻ và tiếp cận được thêm đó là những cái nhà đầu tư mới. Và Đông rất mong có thể làm tốt video và làm nhiều video chất lượng hơn để phục vụ cho cộng đồng cũng như là phục vụ cho quý anh chị. Và rất là mong cả nhà có thể là tiếp tục đồng hành cùng với Đông trong thời gian sắp tới. Và Đông xin chúc cho quý anh chị em của chúng ta và cùng với là Safari cùng nhau tăng trưởng tài sản cho giai đoạn sắp tới anh chị ha. Và Đông xin phép là chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những video sắp tới.